khoe lắm rồi, nhưng mà đang ngại không muốn khoe hỏi. Nhưng mà cũng may nếu mà cháu có bạn gái thì hôm nay chưa chắc cháu lại đi công cả cái gì đâu, lại cơ hội để đã thích nghe cô bạn nào ở lớp chưa, ở trường chưa? Nếu lớp cháu có thì là tốt. Như cháu có thích người Việt hay là cháu thích tìm bạn gái nước ngoài? Đúng ra là bây giờ cứ bạn gái là được thì biết là hỏi nhiều thì có mở rộng lựa chọn. Có bây giờ ở lớp là gì, lớp là không có bạn gái à? Không có. Cháu cháu là học về ngành gì? Kỹ thuật điện. À, lại càng hiếm nữa. Giống như ngày xưa ấy, học ở Bách Khoa lớp có đúng hai cô. Có hồi cháu học đỗ ở Bách Khoa lớp cháu không có ai, không có bạn gái nào. Ừ, ở đấy hiếm lắm. Ngày xưa là Huy cũng học đỗ năm đầu là ở tự động hóa Bách Khoa đúng không? Cháu đỗ khoa tự động hóa đúng không? Bác cũng học Bách Khoa ở Hà Nội. Bác cũng dân Bách Khoa đấy. Cháu đã học ở đấy chưa, năm nào chưa? Cháu học được 1 năm rồi. Đấy, học qua loa rồi. Đấy, xác định là sang đây học. Xong rồi được trường cho đi sang đây à? Vâng, trong thời gian đấy cháu học tiếng với cả nộp hồ sơ. Nhưng mà mình đi là do trường nó cho đi hay là do cái kênh khác? Đi do trường ở bên này nó cho cháu đi hay không? À, nó nhận. Nó nhận hay không nữa? Một phần của đại sứ quán nữa. À, bởi vì cái thời như bác học ấy là sau năm thứ nhất ở trường Bách Khoa chọn được khoảng 3-4 đứa đấy để đưa sang nước ngoài học. Nhưng những thằng đấy là cái dạng siêu lắm. Rồi, cực kỳ luôn đấy. Chắc ở đấy bọn nó đi là có học bổng đấy ạ. Đúng rồi, bọn đấy là cái thời đấy là đi là không ai có tiền để trả cả, mà cũng không có thì không, kể cả có tiền cũng không đi, mà cái thời đấy đi là phải theo nhà nước người ta cho đi thì mới đi chứ. Thế lúc đấy là gì có ai có cái chính sách là đi tự đi đâu, nên kể cả rất nhiều tiền người ta cũng không đi. Có đi những người cũng sang Đức, bởi vì đấy phần lớn là người sang Nga. Đúng rồi, Nga hoặc là sang Đông Đức. Sang Đông Đức, sang Nga, sang Tiệp. Chứ còn sang Tây Đức này hoặc sang Pháp thì không có. Bây giờ thay đổi nhiều người tự đi. Bây giờ là bọn cháu đi, tức là vào Bách Khoa nhưng là cháu vẫn có nôm na người ta hay nói là có cửa để đi sang Đức. Cho nên là học tạm tạm đấy. Lúc nào mà hoàn thành cái thủ tục thì đi. Thủ tục đi, đúng rồi. Còn nếu như mà chưa hoàn thành thì cứ học đã. Nó không phụ thuộc vào trường, với cả nó không yêu cầu cao như này. Ừ. Huy học, sức học tốt hết. Học bổng biết nhiều, ngày xưa học tốt, lính. Học lúc cấp 3 chứ học ở trường gì nhỉ? Trên đại học gì? Cái gì mà chuyên toán đúng không? Chuyên gì nhỉ? Chuyên lý à? Sư phạm. Nhưng mà người ta cũng không cho học bổng đâu. Thì cháu cũng đâu phải đứng đầu lớp hay gì. Chuyên toán sư phạm. Nhưng vào được đấy là kinh rồi. Đấy, chuyên toán sư phạm được nhà tốt. Rồi, học quên hết cả yêu đương. Chưa biết yêu là gì. Thì Việt Nam ngày xưa, miền Bắc Việt Nam là có 3 trung tâm chuyên toán nổi tiếng. Chuyên toán tổng hợp, chuyên toán sư phạm, mấy cái chuyên toán tỉnh. Ngày xưa thi Bách Khoa cũng cháu cũng đâu nghĩ là thi để quyết liệt để ấy đâu đúng không? Thi cũng kiểu là mà độ quyết tâm cũng không phải là cao lắm á. Có chứ là cháu phải... Cái lần đấy là có đã xác định đi sang Đức đâu đúng không? Cái lần đấy là nhà cháu đã xác định chưa? Có xác định trước rồi. Phải đỗ đại học thì mới được đi. Thế thì cũng phải đặt quyết tâm vào đấy chứ đúng không?
Cậu phải tưởng là cứ thi amateur với ba vần đỗ vào. Cháu có khi xét trượt nữa. Xét trượt à? Không phải xét trượt mà xét không đủ điều kiện đó mà bắt trên 20 điểm. Cháu ấy làm vớ vẩn, không được, học chết. Sang bên này học có khó không à? Cháu thấy khó nhất là đó, tiếng. Tiếng thôi, môn nào mà dính đến nhiều tiếng ấy nhỉ? Nhất là nó định nghĩa mới. Ừ. Để mất nhiều thời gian cho đọc lại thế. Viết bác có anh chị em nào học đang học bên này không ạ? Con trai cả của bác thì học bên Séc, cũng là master xong xuôi rồi. Còn con thứ hai thì học trước là học ở trường đại học ở Trier ở gần biên giới Bỉ với Sambua, gần đây ở nó ở giữa Pháp và Đức, đúng rồi, gần biên giới Trier tờ Trier. Thì học xong rồi. Tại vì anh ấy năm nay 30 tuổi rồi mà. Anh đều hơn 30 tuổi rồi. Anh cũng có bạn gái rồi. Bạn rồi. Có hết rồi. Có một anh có rồi, giờ lại nghỉ rồi. Đang nghỉ. Không đơn giản. Không đơn giản đâu. Quá khó khăn. Gọi đi về nhà.